Sáng 30 tháng 11, phiên xét xử vụ can thiệp đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ở phần xét hỏi. Trả lời câu hỏi của luật sư, cựu giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Khải tiếp tục thừa nhận bản thân có nhiều thiếu sót trong quá trình lập hồ sơ mời thầu. Cụ thể, ông Khải nói chỉ đưa các cơ sở đánh giá chung về tiêu chí số 7 cho hội đồng đánh giá hàng mẫu, không đưa tiêu chí rõ ràng cụ thể vào hồ sơ mời thầu. Ông Khải khai, hồ sơ này được xây dựng dựa trên tư vấn của một nhân viên công tác lâu năm tại Bệnh viện Mắt thành phố và hồ sơ mua sắm của Trung tâm mua sắm của Sở Y tế vào năm 2015-2016. Trong khi đó, cáo trạng cáo buộc hội đồng đánh giá hàng mẫu tự đưa ra các tiêu chí đánh giá ngoài yêu cầu của hồ sơ mời thầu để đánh giá hồ sơ dự thầu là vi phạm quy định, không đảm bảo tính minh bạch khách quan, làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. Từ ý kiến của ông Khải, luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét đổi tội danh từ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng sang thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Khi đổi tội danh, nếu hội đồng xét xử thống nhất kết quả thiệt hại như cáo trạng đã nêu là hơn 14,2 tỷ đồng, khung hình phạt sẽ thay đổi từ 10 đến 20 năm tù sang khung hình phạt 7 đến 12 năm tù. Trong khi đó, gia đình bị cáo Khải đề nghị tòa án tạo điều kiện cho gia đình nộp 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả.